Chào các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online, tên phần mềm là Hình thức trắc nghiệm .vn. Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập kiến thức để à, một là các bạn dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức, hai à, các bạn ôn thi dự thi nâng ngạch công chức, à, các môn ở vòng một kiến thức chung, tiếng Anh và tin học, ba nhỏ là các bạn dự tuyển viên chức như là viên chức giáo viên, viên chức y tế, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, à, các môn ôn tập ở vòng 1, phần kiến thức chung, phần tiếng Anh và phần tin học, à, vòng 2, phần trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành. Các bạn có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943078123. Phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên là phần mềm phi lợi nhuận. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video, các bạn xem video bài giảng của thầy hoàn toàn miễn phí. Các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video, các bạn có thể xem trên điện thoại của các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái phương pháp học các dạng câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm thì học như thế nào. À, các bạn thí dụ như các bạn à, cần phải học cái tài liệu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật chẳng hạn thì các bạn à, vào google các bạn tải cái file này sau đó các bạn lưu về máy tính của các bạn rồi các bạn à, mở lên à, mỗi khi các bạn học từng tài liệu một thí dụ các bạn học luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật các bạn tải trên à, google sau các bạn lưu vào máy tính thì các bạn mở lên nó chia lấp mất màn hình rồi thì các bạn thấy uh, điều nốt điều khiển cửa sổ là nốt dấu trừ uh, các bạn chỉ mũi tên chuột vào nốt dấu trừ này nhấn nút trái một lần đối với Windows nó nằm bên góc phải trên cùng màn hình các bạn à, các bạn chỉ mũi tên chuột vào rồi dấu trừ nhấn nút trái thì nó thu nhỏ các bạn lại muốn mở lên thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ để các bạn nhấn nút trái thì nó lại mở lên như vậy chúng ta vừa học câu hỏi trắc nghiệm, à, vừa à, học các cái tài liệu là như vậy. À, chúng ta chỉ dấu trừ thu nhỏ. À, sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn. À, thí dụ à, Google Chrome, à, hay là à, Cốc Cốc, hay là Firefox, à, tùy theo các bạn cài đặt trên máy tính. Thì để, để bảo mật, thì trình duyệt nó thường bảo mật, thì các bạn phải gõ cái địa chỉ đầy đủ là http:// hai à, chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm chấm viên và chú ý ở đây à, là không có chữ s à, mà hai chữ chữ t đó các bạn khởi động trình duyệt sau đó các bạn gõ địa chỉ là http tp à, các, các bạn các bạn chú ý là HTT htt http hai chữ tp chữ hoa chữ thường đều được số hai chấm http dấu 2 chấm hình chức trắc nghiệm chấm viên bây giờ trình duyệt nó bảo mật rồi cho nên các bạn phải gõ thêm cái cụm từ http dấu 2 chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm chấm viên à, chú ý ở đây là không có chữ s đó các bạn ấn enter thì xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi à, mục một, một lớn như này ôn tập kiến thức để dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 chẳng hạn các năm sau sau 24 mà vẫn còn thì các bạn vẫn chọn mục số 1 à, sau đó các bạn nhấn nút trái chuột vào mục số 1 này à, các bạn nhập ký danh mật khẩu khi có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật vì sao lại phải bí mật vì người khác biết được đăng nhập phần mềm nó sẽ xung đột với các bạn vì thế các bạn phải bí mật giống như kỳ thi chính thức diễn ra các bạn à, sẽ mỗi một bạn có một số báo danh một mật khẩu của bạn nào bạn đăng nhập à, vì vậy các bạn phải bí mật không có là à, nó bị xung đột với các bạn à, chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm thì sau khi vào phần mềm xong thì các bạn đọc à, một số các cái thông tin cần thiết ở trên màn hình à, trên này đó thí dụ như mật khẩu các bạn đã nhận thì đã cấp cho các bạn rồi thì các bạn không trả lại đó đó là cái quy định đấy. À, mật khẩu đã cấp À, cho các bạn nhận được rồi thì mật khẩu này không trả lại à, tóm tắt về cái nghị định 06 à, sửa đổi cái nghị định 138 là quy định kiểm định chất lượng đầu vào thì các bạn chú ý là điều 5 hình thức nội dung và thời gian kiểm định thì khoản 1 hình thức kiểm định thi trắc nghiệm trên máy tính thì như vậy chúng ta thi trắc nghiệm trên máy tính đó thì các bạn thấy nè hai nhỏ này nội dung kiểm định là đánh giá năng lực tư duy năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn hiểu biết chung cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị tổ chức bộ máy của đảng mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội cơ quan nhà nước quản lý hành chính nhà nước quyền nghĩa vụ của công chức đạo đức công vụ kiến thức về văn hóa về xã hội văn hóa lịch sử. Đó cái nội dung kiến thức kiểm định thể hiện tại điều năm trong cái nghị định 06 và thi uh, trắc nghiệm trên máy tính. Thì như vậy các bạn thấy là không nói đến tin học và không nói đến tiếng Anh. Vì vậy cái kiểm định này chỉ thực hiện kiểm định các cái kiến thức tại khoản 2 điều 5. Về thời gian số lượng câu hỏi kiểm định thì điểm A khoản 3 điều 5 kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên. Thời gian là 120 phút, số lượng câu hỏi là 100 câu. Như vậy các bạn có trình độ đại học là thời gian làm bài 120 phút, à, số lượng câu hỏi là 100 câu. Điểm B khoảng 3 kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia kỳ thi tuyển vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp cao đẳng thì là 100 phút, thời gian 100 phút, số lượng câu hỏi là 80 câu. Đó, như vậy nó chênh nhau là 20 câu hỏi và chênh nhau 20 phút đối với trình độ đại học và trình độ trung cấp và cao đẳng. các bạn chú ý cái thời gian như vậy, 100 câu. Thế thì làm như thế nào là đạt yêu cầu? Thì các bạn đọc điều 6 Xác định kết quả trong kỳ kiểm định à, Điều 6 rồi. Kết quả kiểm định được xác định Theo số câu hỏi trả lời đúng Trong bài thi à, Thí sinh trả lời đúng Từ 50% số câu trở lên Thì được xác định là đạt yêu cầu Kiểm định về chất lượng đầu vào công chức Như vậy đối với trình độ đại học 100 câu các bạn phải làm được Ít nhất từ 50 câu trở lên Thì xem như các bạn đạt yêu cầu đối với vị trí việc làm từ trung cấp cao đẳng 100 phút 80 câu thì các bạn phải làm được từ ít nhất từ 40 câu trở lên thì các bạn mới đạt yêu cầu à, còn nếu các bạn dưới 50% số câu trả lời đúng thì các bạn không đạt dưới 50% nhé các bạn để ý dưới, dưới như vậy ở đây kết quả được tính theo số câu trả lời chứ không phải là tính theo điểm các bạn chú ý như vậy là nó khái niệm nó khác nhau đấy. Số câu. Đó, số câu đúng là 50% từ 50% trở lên. Đó. Thí dụ như là 100 câu thì các bạn phải làm đúng được từ 50 câu trở lên. À 80 câu thì các bạn phải làm được từ 40 câu trở lên. Đó. Và các bạn lưu ý trong điều năm này các nội dung không nói về tiếng Anh, không nói về tin học. Cho nên các bạn không phải kiểm định cái tiếng Anh ngoại ngữ và kiểm định tin học. Chỉ kiểm định nội dung kiến thức thể hiện tại điểm 2, điều 5. Tôi đọc lại cho các bạn nhé là nội dung kiểm định đánh giá năng lực tư duy năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn đó hiểu biết chung cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị tổ chức bộ máy của Đảng mặt trận tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị xã hội cơ quan nhà nước quản lý hành chính nhà nước quyền nghĩa vụ của công chức đạo đức công vụ kiến thức về xã hội văn hóa lịch sử thí dụ như nghĩa vụ của công chức thì các bạn đã học trong luật cán bộ công chức nghĩa vụ là bổn phận các bạn phải làm gì giờ nghĩa vụ các bạn không được làm những À, việc việc nào việc gì mà pháp luật à, cấm để pháp luật không cho phép tức là nghĩa vụ là bổn phận của mình phải làm à, và những việc mình không được làm à, theo quy định của pháp luật à, các bạn phải chú ý là cái nghĩa vụ là bổn phận thí à, dụ các bạn học luật cán bộ công chức là nói rất rõ về nghĩa vụ công chức đạo đức công vụ nguyên tắc thi hành công vụ vân vân đó nó thể hiện trong cái luật công chức À, như vậy các bạn kiểm định như vậy thì cái giá trị à, của cái kết quả sẽ như thế nào? Thì các bạn căn cứ điều 1 à điều 10. Căn cứ điều mùa 10 sử dụng kết quả kiểm định. Như vậy các bạn tham gia các bạn được quyền lợi như thế nào? Thì tại khoản 1, kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ. Đó, như vậy cái à, cái giấy xác nhận kết quả đầu vào của các bạn có giá trị trong 24 tháng kể từ ngày có quyết định của bộ nội vụ. Như vậy các bạn thấy có giá trị 2 năm thì cho dễ nhớ này. À, tính sang năm. À, cho dễ nhớ là 24 tháng tức là 2 năm. À, kể từ ngày các bạn có quyết định phê duyệt kết quả của bộ nội vụ. Trong cái thời gian trong thời hạn này, kết quả kiểm định còn giá trị. À, các bạn phải đi kết quả còn giá trị, kết quả cái giấy xác nhận của các bạn còn giá trị Người đạt kết quả kiểm định được đăng ký kỳ thi tuyển công chức ở các cơ quan tổ chức quy định tài khoản 1 điều 1 Nghị định này trong phạm vi toàn quốc Như vậy khi các bạn có cái kết quả kiểm định này Các bạn được nộp dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức ở tất cả các đơn vị, các cơ quan trong phạm vi toàn quốc đó và thầy cũng cung cấp thêm thông tin cho các bạn là kết quả kiểm định này các bạn nộp vào dự thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã à, các bạn cũng được miễn à, thi vòng 1. Đó. Như vậy các bạn chỉ thi vòng 2 nếu các bạn có à, cái giấy uh, kiểm định chất lượng này đối với kỳ thi tuyển công chức cấp xã. Đó, tuyệt vời không đấy, đó. Và kỳ thi tuyển viên chức thì các bạn cũng được À, vòng 1 các bạn cũng không phải thi đối với như vậy cái giấy giấy này có giá trị đối với các bạn à, cho 3 trường hợp thứ nhất là à, các bạn thấy ở cơ quan đơn vị nào trong toàn quốc mà tuyển công chức thì các bạn nộp cái giấy này thì các bạn chỉ thi vòng 2 thôi và à, cấp nào tuyển công chức cấp xã đơn vị nào tuyển công chức cấp xã các bạn nộp cái giấy này các bạn cũng được miễn thi vòng 1 À, các bạn thấy tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập hay là viên chức khác ở các đơn vị khác mà à, các bạn có cái giấy này cái giấy đạt kết quả chất lượng kiểm định thì các bạn cũng được miễn thi ở cái vòng 1 vòng 2 đương nhiên là thi môn nghiệp vụ chuyên ngành các bạn phải thi rồi đó giới thiệu với các bạn là à, tiện lợi như vậy này như vậy các thông tin ngay từ cái trang ở đầu tiên các bạn phải đọc để các bạn nắm thông tin thầy cũng giới thiệu với các bạn như vậy để các bạn nắm hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái phương pháp học các dạng câu hỏi trắc nghiệm có trên phần mềm các bạn kích chuột vào đây vào cái mục này để ôn tập và thi thử các loại câu hỏi trắc nghiệm là các bạn kích chuột vào nút trái đầu lần đầu tiên các bạn học nhá lần đầu tiên các bạn học này sau khi các bạn học các bạn có kiến thức rồi các bạn mới tiến hành thi thử được thì lần đầu tiên tôi giới thiệu với các bạn cái phương pháp học sau lần thứ hai tôi giới thiệu với các bạn phương pháp thi thử. Chúng ta để con trỏ tại cái mục ôn tập và thi thử các loại câu hỏi trắc nghiệm. Các bạn nhấn nút trái một lần. Sau đó các bạn phải di chuyển con trỏ xuống phía dưới. Các bạn thấy thực hiện đề thi. Thì các bạn nhấn nút trái một lần. Sau đó start, tiếng Anh có nghĩa là bắt đầu. Các bạn nhấn nút trái. Thế sau đó học lần đầu thì các bạn kích chuột vào chữ finish ở góc tay trái màn hình này. Các bạn chưa cần phải làm bài các bạn kích chuột vào finish tiếng Anh có nghĩa là hoàn thành dưới ô các câu hỏi này nhấn nút trái à, sau đó các bạn di chuyển con trỏ trong phía dưới các bạn thấy nộp bài và kết thúc các bạn kích chuột vào nộp bài kết thúc à, các bạn kích chuột vào nộp bài kết thúc đó thì các bạn bắt đầu đọc câu nội dung câu hỏi à, rồi sau đó có các phương vì sao nó lại đúng căn cứ vào đâu thì ví dụ như câu 1, theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và sửa đổi năm 2020 Đâu là loại văn bản quy phạm pháp luật Cho chủ tịch nước à, Được ban hành à, Một cái giá trị là Quyết định, nghị định, thông tư Nghị quyết Thì để giải quyết câu hỏi này Căn cứ vào điều 4 à, Căn cứ điều 4 Thì chúng ta à, Mở file lên Kích chuột vào file à, Để mở cái file Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới, các bạn tìm đến điều 4. Các bạn đọc, thí dụ như khoản 4 này, lệnh quyết định của chủ tịch nước. Như vậy chủ tịch nước được ra hai loại văn bản quy phạm pháp luật. Một loại thứ nhất là lệnh của chủ tịch nước. Cái thứ hai là quyết định của chủ tịch nước. Như vậy có hai loại văn bản quy phạm pháp luật mà chủ tịch nước được thẩm quyền ban hành. Đó, các bạn đọc khoản 4 để giải quyết câu hỏi này căn cứ khoản 4 điều 4 đó, các bạn kích chuột vào dấu trừ thu nhỏ thì như vậy ở đây là quyết định như vậy quyết định nghị định thông tư nghị quyết thì ở đây là câu hỏi đúng ở đây là quyết định đó phương pháp học trên phần mềm học lần đầu là như vậy này như vậy căn cứ vào tình huống đặt ra để giải quyết tình huống này căn cứ vào điều 4 thì tôi vừa giới thiệu với các bạn phương pháp học như vậy như vậy mỗi một tài liệu chúng ta phân giá ra làm nhiều cực nhiều ý nhỏ, mỗi một ý là một câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta học. Đó. Thì như vậy căn cứ vào như vậy là tình huống đặt ra cái phương pháp học là như vậy. Đây là cái kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo thấy rằng là để mình hiểu sâu hiểu sâu và có phương pháp tư duy để làm câu hỏi trắc nghiệm là chúng ta à, vừa học câu hỏi trắc nghiệm là tình huống đặt ra vừa à, đọc tài liệu là như vậy chứ nếu chúng ta chỉ đọc mình tài liệu không thôi đó các bạn đọc mình cái tài liệu văn bản quy phạm pháp luật thì các bạn thấy nó rất là dài và nó rất nhiều thông tin thì các bạn không biết kỳ thi chính thức diễn ra thì các bạn làm như thế nào cho tốt được các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi các bạn học để có kiến thức à, khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn hoặc là chúng ta học để có kiến thức chúng ta vững vàng trong trong công tác xã hội đó thì cái mục đích là như vậy này thì phần mềm hoàn toàn đáp ứng được cho các bạn là học hiểu nội dung và có phương pháp tư duy để chúng ta có kiến thức vượt qua kỳ thi và có kiến thức khi trung tuyển chúng ta làm việc tốt hơn đấy thì mong muốn của thầy là hỗ trợ cho các bạn ôn tập học để có kiến thức vượt qua kỳ thi có kiến thức để trung tuyển là việc tốt hơn. Đấy, đó là cái tấm lòng của nghề giáo. À, các bạn muốn tìm kiếm được việc làm thì thì thầy giáo hỗ trợ các bạn, thầy giáo có kiến thức, thầy giáo truyền cho các bạn để các bạn học, các bạn có kiến thức. Đó với là con đường đúng nhất, tức là cho các bạn một cái cần câu cơ Đó. Thì giới thiệu với các bạn với tấm lòng của thầy là rất mong muốn các bạn sinh viên tốt nghiệp, các bạn tìm kiếm việc làm trở thành công chức nhà nước rất tốt để các bạn rất vững vàng trong cuộc sống đó giới thiệu với các bạn như vậy thì các bạn phải học như thế nào đó để các bạn đạt được các bạn đạt đạt được là niềm vui lớn nhất của thầy giáo đó thì, thì mong muốn rằng các bạn tìm được việc làm mà bằng năng lực của các bạn bằng trí tuệ của các bạn đó. cạnh tranh nhau kiến thức rất lành mạnh à, các bạn có kiến thức các bạn vững lắm các bạn công tác yên tâm lắm đó xin giới thiệu với các bạn như vậy. thì các câu hỏi khác các bạn học hoàn toàn tương tự đó các bạn di chuyển con trỏ xuống để các bạn tìm à, phương pháp à, học là như vậy các bạn cứ học à, các bạn di chuyển à, xuống để các bạn tìm à, các câu hỏi trắc nghiệm thí dụ như các bạn học ở đây đâu không phải là ngành công chức thì phương án A là ngành cán sự phương án B là chuyên viên cao cấp phương án C là chuyên cán sự chính, phương án D là chuyên viên chính. Như vậy để giải quyết câu hỏi này, các bạn căn cứ vào điều 42, các bạn để mở cái luật công chức lên. Thì tại điều 42 khoản A, điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm D thì có ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, điểm B chuyên viên chính và tương đương, điểm C chuyên viên và tương đương, điểm D cán sự và tương đương, à, điểm D là nhân viên. Các bạn chú ý nhân viên là một ngạch công chức. Đó, các bạn thấy cái chữ nhân viên này, nhiều khi các bạn nhầm là bảo không phải ngạch công chức nha Các bạn lưu ý là nhân viên là một ngạch công chức. À, như vậy các bạn soi vào điều 42 thì các bạn thấy phương pháp làm ở đây là bài bản nhất. Các bạn tìm ra ba phương án là ngạch công chức. À, sau đó dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại không phải là ngành công chức. thì các bạn đọc các bạn soi A căn chữ đúng điều 42 rồi, đúng là ngành công chức. Phương án B, chuyên viên cao cấp, đúng ngành công chức rồi. Phương án D, chuyên viên chính, đúng ngành công chức trong điều 42. Thì A, B và D đều là ba phương án là ngành công chức. Suy ra phương án còn lại, cán sự chính không phải là ngành công chức. Đó. Là câu lựa chọn để trả lời câu hỏi này, đâu không phải là ngành công chức. Phương án C, cán sự chính vì sao nó lại không phải? Vì nó không có trong điều 42. Phương án sai là phương án nó không có trong tài liệu. Và nội dung đó lại không đúng như trong tài liệu. Phương án đúng là có nội dung đúng như trong tài liệu. Đó, nó đúng sai là như vậy rất dễ hiểu đấy. Và các bạn phải tư duy. Đó. tư duy, suy luận. vì đây hỏi là đâu không phải thì các bạn tìm ra ba cái phải, một cái còn lại là không phải, dùng phương pháp loại trừ. Trừ ba cái phải đi thì còn một cách không phải đó khi các bạn học này khi các bạn dự thi thì rơi vào loại câu này thì các bạn đã có phương pháp làm bài rồi các bạn liếc nhanh các bạn tìm ngay ra được một phương án không phải luôn còn học ở nhà thì nên học tìm ba cái phải còn đi thi các bạn thành thạo rồi các bạn liếc một phát tìm ra một cách không phải ngay một phút một câu rất là nhanh vì vậy các bạn phải luyện trên phần mềm để kỳ thi chính thức diễn ra các bạn không bỡ ngỡ một phút một câu mà đó các bạn thấy không này? đấy? ấy Cho nên là à, các bạn làm thế nào Để giải quyết được một phút một câu Là các bạn tạm ổn Đó giới thiệu với các bạn như vậy Thế thì à, qua cái câu hỏi này Thầy cũng khẳng định với các bạn Không chạy xô đi tìm câu hỏi trách nghiệm để học được Vì sao? Chúng ta giữ nguyên 3 phương án là nội dung phái là ngạch công chức. Thay đổi nội dung phương án C không phải là ngạch công chức thì chúng ta có một câu hỏi mới thì như vậy nó có rất nhiều câu hỏi thì không chạy show được cho nên các bạn không thể học chạy show đi tìm một file câu hỏi trắc nghiệm có vài trăm câu để học theo phương pháp học thuộc thì kỳ thi chính thức diễn ra không rơi vào cái file vài trăm câu đó là các bạn bí các bạn bó tay chấm con và các bạn lại học lại không đúng mục tiêu là các bạn phải có kiến thức vượt qua kỳ thi các bạn học để có kiến thức khi chúng tuyển làm việc tốt hơn đó mới là phương pháp chính. À, à có thầy nêu ra, nêu ra cho các bạn. Các bạn cái gì? Lúc đầu chưa quên. Các bạn nghe video của thầy thì miễn phí rồi. Các bạn sẽ nghe, các bạn hiểu được. Thì sau đó các bạn học phần mềm là các bạn học rất nhanh, à, tiết kiệm một thời gian cho các bạn. Thì cái mong muốn của thầy là hỗ trợ các bạn kiến thức để các bạn vượt qua kỳ thi. thì đó là cái 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 mà nghề nghiệp niềm vui lớn nhất của nghề giáo viên à, như thầy. Đó, à, thì giới thiệu với các bạn như vậy Như vậy, phương pháp học là như vậy Bây giờ, à, các bạn muốn thoát ra khỏi phần mềm Thì làm thế nào Các bạn kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình này Có cái hình người này Để bảo mật cái mật khẩu của mình Các bạn nhấn nút trái chuột một lần Sau đó xuất hiện chữ thoát Là các bạn thoát ra khỏi phần mềm Để bảo mật cái mật khẩu của mình À, như vậy thoát xong Bây giờ tôi giới thiệu tiếp theo Là các bạn muốn thi thử thì các bạn làm thế nào? Thì các bạn vẫn khởi động trình duyệt trên máy tính. Rồi các bạn gõ cái địa chỉ http giống như bên nãy, dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm.vn thì xuất hiện cái giao diện như thế này. Thì hoặc là nó đang có sẵn cái giao diện này rồi thì không phải gõ à, cái địa chỉ nữa mà các bạn kích chuột ngay vào mục số 1 ôn tập kiến thức dự dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức các bạn nhấn nút trái chuột sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu đăng nhập phần mềm sau khi vào phần mềm rồi thì các bạn thấy đây là một trang khá đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm cho các tài liệu để các bạn ôn à, thí dụ như các bạn <laughs> à, câu ôn tập và thi thử các loại câu hỏi trắc nghiệm này các bạn để con trỏ đây nhấn nút trái sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới để các bạn thấy thực hiện đề thi các bạn nhấn nút trái sau các bạn chọn start là bắt đầu thì bây giờ thi thử thì các bạn chưa khi nào làm xong bài hoặc nộp bài sớm thì các bạn chọn finish. Bây giờ bắt đầu làm bài thi thử thì các bạn đọc nội dung câu hỏi. Thì các bạn thấy đâu là loại văn bản quy phạm pháp luật do chủ tịch nước ban hành? Thì đây là hỏi về luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật rồi. Thì đây là hướng dẫn các bạn, đây là loại câu hỏi kéo thả. Thì các bạn nhấn và giữ nút trái chuột để kéo thả vào cái ô như vậy có bốn giá trị thí dụ như các bạn à, kích chuột vào cái, cái chữ nghị quyết này các bạn kéo này kéo thả nhấn và giữ nút trái chuột nhá nhấn và giữ nó trái chuột kéo thả vào cái ô này đó thì như vậy các bạn đã kéo thả xong bây giờ các bạn lại đọc lại thời gian đang còn làm bài các bạn thấy nghị quyết là không phải rồi thì các bạn muốn thay đổi à, cái nội dung trả lời đây thì các bạn lại kích chuột vào chữ quyết định này các bạn nhấn nó trái chuột và giữ nó trái chuột dê chuột thả vào cái ô này thì nó sẽ đè lên chữ nghị quyết và nó chuyển chữ nghị quyết xuống các bạn thả ra này đó nó trả về đó thì như vậy các bạn muốn thay đổi nội dung trả lời của câu hỏi theo cái nhấn và giữ nó trái chuột để kéo thả vào cái ô như vậy có bốn khả năng thì các bạn sẽ kéo một khả năng thả vào cái ô này thì cái thao tác này chỉ thực hiện trên phần mềm được Thế còn lại, trắc nghiệm trên giấy thì không kéo thả. Đó, giới thiệu với các bạn cái loại câu thứ nhất. Là các bạn nhấn và giữ nốt trái chuột kéo thả à, phương án vào cái, cái, cái tách văn bản. Đấy. Rồi, loại câu tiếp theo. Thì các bạn di chuyển xuống phía dưới. Thì đây là loại câu hỏi. À, loại câu hỏi này là khó đây này. À, chọn phương án đúng sai trong mỗi ý A, B, C, D. Như vậy, các... À, để hạn chế thi những cái nhược điểm của thi trắc nghiệm tức là nó nó rất là tốt nó rất khoa học và nó đảm bảo tính khách quan nhưng mà nó có một cái nhược điểm là ví dụ các bạn là không hiểu nhưng mà chấm chừng thì hạn chế cái việc chấm chừng thì xác suất xảy ra cái loại câu này rất là bé ừ, ý a ý b ý c ý d mỗi một ý lại có hai giá trị bạn phải chọn đúng à, cả 4 ý này thì cái câu này các bạn được chọn vẹn điểm à, các bạn sai một ý thì cái câu này coi như là à, là sai nhưng mà à, có hai câu loại này mà các bạn lại ý này cộng với ý kia dồn lại vẫn có điểm đó thì loại câu này cái việc xác suất chấm chừng rất là thấp một phần à, uh, 1 phần 2 nhân 1 phần 2 nhân 1 phần 2 nhân 1 phần 2 bằng 1 phần 16 à, Các bạn thấy này, đọc điểm A Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Thì các bạn thấy học luật ban hành văn bản quy định, à, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật rồi, thì quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là văn bản quy phạm pháp luật. Thì ở đây lại nói là không phải là văn bản quy phạm pháp luật thì đây là nội dung sai thì các bạn kích chuột vào cái mũi tên này các bạn phải chọn giá trị sai đó, giá trị sai đó. phương uh, ý b quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện cấp xã không phải là văn bản quy phạm pháp luật như vậy ý a và ý b các bạn thấy nó khác nhau ở chỗ mà đều là ông chủ tịch ký cả, ký cả chẳng hạn nhưng mà ở đây là quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân còn phương uh, điểm a là quyết định của ủy ban nhân dân tức là cái quyết định của chủ tịch ủy ban dân thì các bạn hiểu nôm na nó là mang tính chất cá nhân đó chủ tịch mà, là một cái cá thể là một cái cá nhân đó, thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật căn cứ điều 4 đó, thì các bạn thấy căn cứ điều 4 nếu như các bạn cần phải mở lên thì các bạn lại tìm đến điều 4 mở văn bản lên các bạn đọc cái điều 4 thì quyết định à, của thủ tướng chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật đó rồi à, quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh Đó là văn bản quy phạm pháp luật à, Rồi đến à, quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp huyện Rồi quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp xã Đó thì các bạn để ý ở đây Là là cấp huyện, cấp xã, cấp tỉnh Quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh à, Cấp huyện, cấp xã Thì chúng ta dồn lại để, à, à, Khoảng 10 Khoảng 13 Khoảng 13 và khoảng 15 Đó. Đều là văn bản quy phạm pháp luật à. Vì vậy các bạn thấy Ở đây nói là quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các huyện Không phải là văn bản quy phạm pháp luật Đây là nội dung đúng à, Không phải à, Là nội dung đúng Cho nên các bạn kích chuột vào đây Các bạn chọn giá trị đúng à, Ý c quyết định của bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang bộ Là văn bản quy phạm pháp luật thì như vậy các bạn thấy điểm C là có nội dung sai Thì các bạn chọn giá trị sai Như vậy quyết định của Bộ trưởng Thủ trưởng Cơ quan Ngang Bộ Không phải là văn bản quy phạm pháp luật Căn cứ điểm 4 nhé Các bạn chú ý Bộ trưởng Thủ trưởng Cơ quan Ngang Bộ Chỉ được ra văn bản thông tư Đó các bạn thấy thông tư Mới là văn bản quy phạm pháp luật Điểm D là nghị định của Thủ tướng Chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật. Thì các bạn để ý nghị định của Chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật. Nhưng mà nghị định của, của Thủ tướng thì Thủ tướng Chính phủ không có thẩm quyền ban hành nghị định. Mà là Chính phủ thôi. Đó. Thủ tướng là ban hành quyết định. Đó. Cho nên cái nội dung nói nghị định của Thủ tướng Chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật là nội dung sai. Cho nên các bạn chọn ra chỉ sai. Đó. Như vậy các bạn phải hiểu à, Sau khi mình hiểu xong mình tư duy Cái nội dung của nó Đấy, loại câu hỏi như vậy Các bạn thấy là à, Như vậy ở đây Ý A, Ý B, Ý C, Ý D Thì các bạn chọn ý nào có nội dung đúng Thì các bạn chọn đúng Ý nào có nội dung sai Thì các bạn chọn sai Xin giới thiệu với các bạn Cái loại câu hỏi này Chọn đúng sai trong mỗi ý Thì các bạn được thực hiện trên phần mềm Rất tuyệt vời Đó Các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới để các bạn tiếp tục à, thực hiện các câu hỏi khác. Đây là loại câu hỏi tiếp theo. Thí dụ theo luật ban hành à, theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì đây là loại câu hỏi ghép đôi đây. Thì, thì các bạn để ý cái thứ nhất là chính phủ thì chính phủ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào các bạn kích chuột vào cái ô này thì sẽ cho là quyết định thông tư nghị định nghị quyết thì các bạn chọn cái giá trị nào đây đó thì ví dụ như đây là quyết định này để quyết định là của thủ tướng chính phủ rồi thông tư là của bộ trưởng rồi đó thì các bạn để ý ở đây thì các bạn chọn nghị định chẳng hạn đó nghị định đó thế là đây là bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thì các bạn ở đây các bạn chọn thông tư đó. rồi ở đây là hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp huyện thì các bạn sẽ biết rồi ở đây là ra à, nghị quyết đó hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp huyện thì ra nghị quyết ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện cấp xã thì được ra cái gì thì các bạn biết rồi thì ra quyết định đó hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp huyện cấp xã thì ra nghị quyết ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện cấp xã thì ra quyết định đó thì các bạn để ý là căn cứ vào à, cái thẩm quyền ban hành này của cái điều điều 4 để các bạn chọn giá trị. Đó, thì đây là loại câu hỏi vẫn chọn giá trị. Nhưng mà câu hỏi ghép, ghép đôi. Các bạn di chuyển con trỏ xuống uh, phía dưới để các bạn chọn câu hỏi khác. Thí dụ loại câu hỏi 4 lựa chọn là câu hỏi phổ biến nhất hiện nay. Đấy, đó là cái câu số 13 đây này. Đâu không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Phương án A quyết định của Chủ tịch nước. Phương án B quyết định của thủ tướng chính phủ, phương án C quyết định của bộ trưởng, phương án D quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Như vậy ở đây là đâu không phải thì chúng ta chọn ra ba cái phải thì phương án còn lại là một cái không phải. Thì loại câu hỏi bốn lựa chọn được lựa chọn một phương án đúng hơn cả. Có nghĩa là có trường hợp A đúng, B đúng nhưng mà B đúng hơn A thì phải chọn B. Đó thì đây là bốn lựa chọn được lựa chọn một phương án loại câu hỏi này là phổ biến nhất hiện nay à, giới thiệu với các bạn như vậy phổ biến là ra loại câu hỏi này phương án a quyết định của chủ tịch nước là đúng rồi này quyết định của thủ tướng chính phủ là, là đúng thẩm quyền rồi này rồi quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện cấp xã là đúng à, văn bản quy phạm pháp luật rồi suy ra phương án còn lại quyết định của bộ trưởng thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật chúng ta chọn phương án C đó, các bạn kích chuột vào C đây chọn phương án C đó, thì các bạn để ý là các bạn chọn phương án C đó. thì các bạn lại di chuyển con trỏ xuống phía dưới để các bạn làm câu hỏi khác thí à, dụ loại câu hỏi đây à, câu hỏi 17 này theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật chủ tịch nước được ban hành bao nhiêu loại văn bản quy phạm pháp luật thì ở đây cô hướng dẫn các bạn là loại câu hỏi các bạn phải gõ nhấn nút trái chuột vào cái ô uh, ô tích này và nhấn trái nhưng loại câu hỏi này được phép của ký tự số thôi câu trả lời của bạn là nhập ký tự số từ bàn phím thí dụ là nhập ký tự 3 đây là ví dụ cho các bạn uh, để hiểu thôi thì ở đây câu hỏi đây là bám vào câu hỏi này chủ tịch nước được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào thì các bạn đã học rồi căn cứ vào điều 4 chủ tịch nước được ban hành à, loại văn bản quy phạm pháp luật lệnh của chủ tịch nước quyết định của chủ tịch nước như vậy các bạn thấy chủ tịch nước được ban hành hai loại văn bản quy phạm pháp luật thì các bạn chỉ có đưa con chó vào đây các bạn gọi số 2 thôi nhá các bạn gọi số 2 à, các bạn có thể số đây các bạn gọi lại là các bạn gọi số 2 thì loại câu hỏi này các bạn được gõ ký tự số à, loại câu hỏi các bạn sẽ à gõ ký tự số và loại câu hỏi vừa ký tự số vừa gõ ký tự như câu câu 19 này. Theo hiến pháp năm 2013, chính phủ có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn? Thì loại câu hỏi này thì các bạn vẫn gõ ký tự số. À, giới thiệu với các bạn như vậy. À, loại câu hỏi tiếp theo là à, vừa gõ ký tự số vừa gõ à, ký tự thì các bạn căn cứ vào à, các bạn chọn sang trang sau này next page này next page sang trang sau à, các bạn để ý ở đây à, vẫn là gõ vào cái ô này như vậy loại câu hỏi gõ vào cái ô là loại câu hỏi không có gợi ý phương án à, là loại câu hỏi yêu cầu các bạn phải tư duy cao hơn cho nên không có phương án gợi ý khó hơn đấy là sẽ khó hơn bốn lựa chọn bốn lựa chọn thì có gợi ý phương án A, B, C, D được lựa chọn một phương án đúng hơn cả. Nhưng loại câu hỏi này không được gợi ý bốn bốn à, không được gợi ý phương án. À, các bạn đọc này. À, theo luật tổ chức chính quyền địa phương, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại loại nào? À, thì ở đây hướng dẫn là loại câu hỏi trắc nghiệm các bạn đặt nhập từ ký tự và ký tự số từ bàn phím thì các bạn học à, luật tổ chức chính quyền địa phương rồi thì các bạn thấy thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội là đơn vị hành chính cấp đặc biệt thì các bạn gõ vào đây chữ đặc biệt. Đó. Thì gõ chữ đặc biệt này ký tự hoa ký tự thường đều được. Các bạn phải gõ đúng cái cái, cái 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 cụm từ đặc biệt này. Đó là không có gợi ý thì các bạn phải tư duy. Hay là câu tiếp theo là cũng không có gợi ý này. Đó, theo luật cán bộ công chức ai quy định cụ thể chính sách đối với người có tài năng? Thì đây là loại câu hỏi à trắc nghiệm mà không có gợi ý phương án trả lời. Vì vậy các bạn phải tư duy rất cao. Thì đây các bạn tư duy rằng à, đây hỏi về luật công chức thì dưới luật thì các bạn nghĩ ra là chính phủ, chính phủ quy định chi tiết. vì vậy các bạn thấy là theo luật công công chức này rồi từ đây các bạn suy ra này ai quy định về cụ thể chính sách đối với người có tài năng thì các bạn đưa con trỏ vào cái ô này các bạn gõ chữ chính phủ đó à, vì thế các bạn phải để ý là phải đọc đầy đủ giả thiết theo luật thì ai quy định này dưới luật thì là chính phủ đó các bạn gõ chữ chính phủ này phổ biến là như vậy à, để các bạn gõ à, như vậy câu hỏi này không có gợi ý à, ở các phương án vì thế các bạn phải tư duy rất cao đấy. Đó. Hay là các bạn đọc tiếp theo này. Theo Hiến pháp 2013. Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. do cơ quan nào thành lập. Đó. Thì ở đây là loại câu hỏi được nhập ký tự. Số và ký tự vào bàn phím. Các bạn đưa vào đây. Thì các bạn thấy Hiến pháp. Thì đây là à, quốc hội. Đó. Các bạn thấy. Quốc hội. Đó. Các bạn gọi chữ quốc hội. Thì ở đây là đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do cơ quan nào thành lập thì phải quốc hội theo hiến pháp 2013 các bạn phải đọc nội dung câu hỏi à, loại câu hỏi mà không có gợi ý ở các phương án thì thầy giáo minh họa nhiều câu để cho các bạn nắm thí dụ câu tiếp theo là theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện cấp xã ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào thì các bạn đã học luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật rồi thì các bạn để ý là ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật đó là quyết định thì các bạn đưa con trỏ vào đây các bạn gõ chữ quyết định à, thì các bạn gõ quyết định chữ hoa chữ thường đều được à, thì loại câu hỏi không à, có phương án gợi ý thì giới thiệu với các bạn như vậy loại câu tiếp theo là loại câu đúng sai à, tiếng anh là đúng là true à, sai là for loại câu hỏi này nếu nội dung đúng thì các bạn chọn chu nội dung sai các bạn chọn for để các bạn phải đọc nội dung câu hỏi nội dung câu hỏi các bạn phải đọc đầy đủ là theo luật cán bộ công chức 2008 sửa đổi 2019 cán bộ công chức phải thực hiện cần kiểm liêm chính trí công vô tư trong hoạt động nghề nghiệp thì nội dung ở đây các bạn tư duy đây là nội dung sai đối với công chức để không có cái chữ hoạt động nghề nghiệp cái hoạt động nghề nghiệp này là dùng cho viên chức vì vậy cái nội dung cán bộ công chức phải thực hiện cần kiệm liêm chính trí công vô tư trong hoạt động công vụ à, nhưng mà ở đây lại nói là cán bộ công chức phải thực hiện cần kiệm liêm chính trí công vô tư thiêu hoạt động nghề nghiệp là nội dung sai vì vậy loại câu này có phương án có hai phương án là chu và for chu là đúng for là sai thì ở đây nội dung này là sai cho nên các bạn chọn for à các bạn kích chuột vào chữ for các bạn chọn à, giới thiệu với các bạn như vậy để là loại câu đúng sai chu à, for à, để thầy giáo minh họa tiếng anh để cho các bạn thấy chu for đó à, tương tự như vậy các bạn sẽ đọc hàng loạt câu hỏi khác tương tự ở trên à, phần mềm này sau khi các bạn kết thúc làm bài các bạn chọn finish ở à, góc tay trái màn hình các bạn này finish đó finish để hoàn thành. À, các bạn muốn nộp bài sớm, finish. Sau di chuyển con trỏ xuống phía dưới, các bạn thấy chữ nộp bài kết thúc. Các bạn nhấn vào nộp bài kết thúc, xác nhận chính xác một lần nữa nộp bài kết thúc. Thì các bạn đọc, các bạn làm được bao nhiêu phần trăm số câu trả lời đúng nó hiển thị ở trên màn hình này. À, như vậy là à, bên này các bạn sẽ thấy có màu xanh trả lời đúng, các cái màu đỏ này chưa trả lời. Và đáp án đúng là có chữ màu xanh bên cạnh. Đó, các bạn có thể lướt lại để các bạn xem vì sao lại đúng vì sao lại sai các bạn di chuyển con trỏ để các bạn thấy đây nội dung đúng là có màu xanh này. nội dung đúng có màu xanh này đó thì như vậy các bạn di chuyển để các bạn thấy rằng là à câu hỏi đúng để các bạn rút kinh nghiệm đó, quá trình vì sao sai vì sao đúng các bạn di chuyển đó thì phần mềm nó hướng dẫn cho các bạn căn cứ vào đâu ở trên cái nền vàng này để đáp án đúng bao giờ cũng sau cái từ g connect answer đó các bạn thấy các bạn di chuyển các các bạn tìm đây g connect answer đó g connect answer là đã bán như lần đầu tôi giới thiệu các bạn học để các bạn rút kinh nghiệm vì sao sai thì các bạn xem lại các câu hỏi trả lời sai để các bạn căn cứ vào uh, đâu lại sai để các bạn học à, vừa học vừa thi thử mà đó, để chúng ta rút kinh nghiệm bây giờ muốn kết thúc phim làm việc với phần mềm các bạn kích mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình có cái hình người, nhấn nút trái. Sau đó các bạn à, xuất hiện chữ thoát, các bạn thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình. Như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn à, và cái phương pháp thi thử trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn cho từng tài liệu à, để các bạn nắm. À, nếu cái tài liệu nào các bạn nắm chưa tốt thì các bạn tiến hành học lại à, cứ như vậy là chúng ta sẽ nắm rất tốt kiến thức có kiến thức vượt qua kỳ thi có kiến thức khi trúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn thì đó là cái mong muốn của thầy giáo à, xây dựng à, cái ngân hàng à, cái, xây dựng à, cái phương pháp học à, câu hỏi trách nhiệm trên phần mềm để hỗ trợ các bạn vượt qua kỳ thi à, có kiến thức làm việc tốt hơn các bạn tìm kiếm được việc làm đó là niềm vui lớn nhất của thầy giáo. À, chúc các bạn thành công và các bạn à, xem video của thầy hay và bổ ích à, có thể chia sẻ cho các bạn à, video để cùng nghe. À, các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình. À, chúc các bạn thành công.